Bệnh nhân Ấn Độ nhiễm Omicron dù chưa từng xuất cảnh. Hai trường hợp nhiễm Omicron tại Ấn Độ đều đã được tiêm chủng đầy đủ trước đó và có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên với trường hợp nhiễm Omicron là một bác sĩ 46 tuổi ở Karnataka có kết quả dương tính hơn một tuần trước. Nam bác sĩ này không đi du lịch nhưng có thể đã tiếp xúc với một số người từng đi du lịch. Năm trong số người từng tiếp xúc với vị bác sĩ này có kết quả dương tính với COVID-19 nhưng đang xác định xem có phải do biến thể Omicron hay không. Ông Lav Agawa, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ cho biết, việc truy vết đã được tiến hành và những người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp đang được kiểm tra. Hãng tin AFP trích nhận định của giảng viên tại Đại học Ashoka đang nghiên cứu về mô hình dịch bệnh COVID-19 rằng, có thể biến thể Omicron đã xâm nhập vào Ấn Độ trước khi nó được phát hiện lần đầu tại Nam Phi, tuy nhiên do chậm trễ trong xét nghiệm nên đã chưa thể phát hiện nhanh chóng. Trong bối cảnh Omicron bắt đầu lan rộng trên thế giới, chính phủ ấn độ khuyến cáo các bang tăng cường xét nghiệm